Hello, xin thân mến chào tất cả anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với máy xúc nhỏ còn vỏ trái đất. Đây này, tiếp tục mình lại đi làm đường đây mọi người ạ. Ở video trước thì mình cũng có quay một cái đoạn mình làm ở dưới kia, nhưng hôm nay là mình làm lên đến bên trên này rồi. Thì đây là cái đường này, hiện tại là nó đang bị cao quá, mình hạ nó xuống khoảng độ 10-15 phân này. Mình nắn làm sao để cho nó bo tròn cái chỗ này. Cái độ dốc nó hơi nghiêng về đây. Đấy là cái yêu cầu của kỹ thuật người ta đề ra, người ta đặt ra mọi người. Thì cái ở trong này thì sau này là người ta sẽ không người vào đây mọi người nhá. Chỗ này người ta sau này người ta đào móng sau, nên là mình chỉ làm ở những cái bên ngoài này thôi. Đấy, ở dưới này thì mình đã sửa rồi, còn vừa có một cái xe ô tô là mình vừa mới múc đất cho nó để nó mang dưới kia để nó trần cái đường này này. Đấy, như cái chỗ này là nó trần đi được hai lốt và nó cũng đã lún đều rồi. Ok, bây giờ mình sẽ lên mình làm nốt đoạn này nha mọi người, để đoạn dốc đoạn nước nó ra đây. Đấy là yêu cầu của kỹ thuật. Ok, bây giờ mình sẽ làm giật lùi xuống đây, cào cào chỗ này nó giật lùi. Cái chỗ bên này có thể tí nữa mình cào cũng được. Ok, do là cái chỗ này này nó rất là mỏng này, không sâu lắm này. Cái chỗ này nó chắc nó chỉ khoảng một này thôi, khoảng 3-4 phân, 5 phân rồi đấy thôi. Mà cái đất này nó là dạng như kiểu đất mùn đấy mọi người. Có chỗ thì nó rất là cứng, có chỗ thì nó lại là đất đỏ, nó lại mềm. Đấy, gạt cái này ra này. Ok, mình sẽ đi sang bên này nhá. Như cái chỗ này là cái máy của mình nó đang bị nghiêng, còn cái bên này là nó thấp hơn, còn cái bên ngoài này nó cao hơn. Đấy, như vậy là mình sẽ cào được cái này. Cào nó xuôi về đây, để cái đoạn cua này mai kia là người ta đổ đường bê tông nha mọi người. Đây là ở trên đỉnh đồi luôn. Đấy, ngoài này có một cái mặt bằng này, trên này có một cái mặt bằng này. Cát sỏi người ta đã đưa lên đến đây rồi. Cái kênh máy xúc Việt Nam Vlog thì mình có giới thiệu từ hôm trước rồi. Anh chủ máy của mình cả mình đi lên, đi từ cái chỗ đầu đá này. Đấy, cái chỗ này này. Đấy, mình và anh chủ máy đi lên từ chỗ này là khảo sát lượng công việc như thế. Ra cái đường này là làm cho nhà chùa, cho nên là mình không cái giá của mình nhận nó không được gọi là lắm, nó không cao. Làm chủ yếu là vừa làm vừa hộ thôi, làm công đức thôi, chủ yếu lấy tiền dầu thôi. Làm mình làm được hơn một ngày, hết ngày nên đó là một ngày thì sáng buổi sáng mai là buổi sáng nữa. Buổi sáng mai là buổi sáng em nọ về làm một buổi nữa. Chung là người ta yêu cầu nó rất là cao, cho nên là làm nó không nhanh được. Làm cái này xong là phải lưu lại, phải ủi. Hôm nọ thì là không có cái xe ô tô đi, cho nên là mình phải đi lưu bằng xe máy xúc. Như vậy là nó mới hơi lâu. Bây giờ có ô tô rồi thì cho ô tô đi lưu, mình chỉ việc đi làm cốt này thôi, cái cốt đường này thôi. Đó, anh em thông cảm nhé, bởi vì là cái gầu của mình nó hơi kêu, thì rất nhiều anh em hay bảo là hay chốt thấy ác, thì mới là cái xích của mình nữa. Chung là nhiều khi thì đúng khó nói lắm. Mọi người đi làm thuê thì mọi người biết rồi đấy. Cái gì mà mình biết mình báo mà người ta không sửa thì cái đấy nó là chỉ có là do chủ máy thôi, do chủ thôi, chứ không phải là do mình. Chủ máy của mình bảo là thôi cái gầu nó thế thì cứ làm đi, cứ kệ nó làm đi, rồi bảo cứ kệ nó làm đi. Làm nó hơi kêu một tí thôi, bởi vì là bây giờ cái chốt với cái bạc của nó mòn hết rồi, cái bạc của nó sắp rơi ra ngoài rồi, cho nên là không thể tránh khỏi được cái đầu kêu dơ. Cái bạc của nó cũng rất là mòn nha mọi người nhá, bạc mòn cực kỳ luôn, căn cũng mòn. Nhưng mà mình có báo chủ máy bảo tôi cứ kệ nó, chưa làm chưa thay, chưa đi làm được, tôi cứ kệ nó. Cái chỗ này mình sẽ dồn dần dần đây nè.
kéo dắt lên. Chỗ này thì thực ra là nó vừa phải rồi, mình cũng không cần phải hạ nhiều lắm. Mình hạ gọi là một chút thôi để cho nó cân với bên này đó. Đây gọi là cũng tương đối nha mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ bắn máy sang bên này một chút này. Đây, mình cào cái này nhá. Ở cái chỗ đứng này thì cái máy của mình nó lại vuông rồi. Một cái đất ở trong này. Hôm nay thì trời có gió nhưng mà không có nắng. Lúc nay thì có nắng đấy. Có nắng nhưng mà không... một lúc sau là nó lại hết nắng luôn. Do là cái dốc này nó hơi bị dốc, cái đỉnh dốc này nó hơi dốc, cho nên là mình mới phải hạ cái dốc này, chứ không mình chỉ cần san phẳng là được. Đã đổ bê tông 20 phân, sợ nếu mà đổ lên dày lên 20 phân là sau này nó dày quá. Đấy, đến cái chỗ đống gạch kìa. Đấy, cái chỗ đống gạch kìa. Kéo dồn như này về nhá. Cho sang đây. Nhưng mà máy của mình thì nó già, nó không chậm rồi. Anh em thấy đừng sốt ruột. Mà nó chỉ được thế thôi. Bây giờ nó muốn nó nhanh thì chỉ có mua máy mấy trăm triệu. Mua DX, mua Comat là đời cao rồi. Theo như mình thấy thì hiện tại thì chắc là hàng DX là hàng gọi là đời cao cao đấy. Bởi vì là có DX đời 2015, 2010 là đã ngon lắm rồi. Nếu mà đến 2015 thì là đỉnh rồi. Máy 55 đấy mọi người, chứ không phải máy to đấy nhá. Máy to thì không nói, bởi vì là mình chỉ làm máy nhỏ thôi. Xoa xoa qua đi, thì nó cho xe nó lưu cho nó phẳng. Hơi hơi vòng vòng cua ra đây, hơi hơi vòng ra đây. Sau này người ta đóng cốt pha thì người ta sẽ chỉnh sau. Mà được ok, nó hơi lệch một tí, ok, cứ sau. Cái này ngày trước người ta không biết là làm cái gì đây. Mình gạt cái này sang bên cạnh đi nhé. Gạt sang đây. Mình sẽ xoay máy đi vào trong này. Để mình cào vào trong này. Anh em thấy mà muốn bắn máy để nó không bị tụt xích ấy. Anh em cứ nhấc được một cái đầu cao lên thì nó sẽ không bị tụt. Vậy khi mà nó tụt xích ấy, là do là cái gale của mình ấy, nó bị chật ra ngoài ấy. Và nó không vào cái đường dây nữa là nó bị chật ra ngoài.
Chứ nếu như mà nó cứ ở trong cái đường ray đi thì không bao giờ nó tụt. Lắm cẳng thì các bạn như vậy thôi. Hoặc là một trường hợp nữa là khi mà mình đi vào cái cây hay là mình đi vào những cái gì nó cứng thì nó sẽ bị kẹt cái đầu dẫn hướng hoặc là đầu sao kẹt vào cái gốc cây hay cái hòn đá gì đó, thế nó bật ra ngoài thì mình không biết, mình không để ý là mình cố đi là lúc đấy là nó mới tụt ra được thôi. Còn bình thường á, các bạn mà cứ ga lê mấy lại xích ra đường ray mà nó ở với nhau thì không bao giờ lo. Bởi vì là mình đi làm cũng một thời gian rồi. Cái con máy này hiện tại là mình đi làm đến giờ này cũng khoảng sao nào. Ngày trước mình làm được 6 tháng, đến bây giờ là cũng được khoảng 6 tháng nữa rồi. Mình làm từ tháng 6 đến bây giờ mà. Thì nếu như để nói tụt xích thì chưa có tụt lần nào, có tụt một hai lần nhưng mà nó chỉ gọi là hơi mớm ra thôi. Tức là nó chỉ hơi mớm ra khỏi cái mép ấy thôi là mình tua lại là lại được rồi. Chính vì vậy mà cái kênh của mình nó không có một cái video nào về lắp xích cả. Đợt vừa rồi có một cái máy lắp xích cũng có con Cobra 58 ấy, thì cái con đấy là mình có quay của cái máy của bạn của chủ máy của mình cho nên là mới quay được cái đấy. Cái con máy của mình thì thực ra là mình đi làm thì khi mà sắp tụt là mình đã biết là nó sắp tụt rồi. Mọi người anh em đi làm anh em cứ để ý mà xem, không bao giờ đi thẳng nó tụt phải không? Khi mà mình cứ quay mình dây hay là mình cái gì đấy mà dây mà hay xoay máy hay là như nào đấy mình mà để ý một chút nhá, nó cứ hơi căng căng xích một tí mà mình cứ cố ép thôi, đấy là nó tụt rồi, kiểu gì nó tụt rồi. Nhưng mà nếu mà cứ thấy nó vẫn đi bon bon bình thường thì không lo. Chứ còn nếu như mà thấy nó hơi cứng này một tí mà thấy nó hơi căng tức là hơi kỳ máy ấy, là lúc đấy là cái xích của mình nó đang bị sắp ra, mình mà ép một phát nữa là nó ra luôn. Còn nếu như mà mình vừa xoay máy xong mình vẫn cứ đi bình thường, vẫn cứ thấy nhẹ nhàng thì đấy là do là cái ấy của mình nó không bị làm sao cả. Mình ấy ra đây thì nó lan ra mình ủi nó như thế kia. Đó là cái chỗ đấy là mình cũng không có động đến nó. Mình có mỗi chỗ đấy thôi. Bên ngoài thì nó mắc cây cảnh nhỉ. Bên này thì nó chỉ mắc với cây keo rồi thôi. Cây keo này thì lan mình ủi như thế kia đi là nó được. Và bên kia nó là một cái cây sữa, cây hoa sữa. Cái này đi. Bớt chỗ này cho mọi người. Bớt xuống. Này nữa ông vậy nè. Đấy. Khi mà ấy thì nó hơi kêu. Mình vứt vào đất vào trong thì nó hơi kêu. Thật ra thì nó rất là ngon luôn. Đổ hết đất vào đây. Thì mình cào nốt vào đây xong mình sẽ số mình cho mọi người xem nhé. Xem cái độ dốc với cái độ nghiêng của nó như nào. Tạm như này đi. Đây, mình sẽ đi lên bên trên này để cho mọi người nhìn nó rõ này. Bây giờ mình hạ nó xuống này, vừa đeo. Là ở đây, trong cái chỗ này là mình hạ cái chỗ ở cái máy của mình lên xuống đó. Chỗ này nữa,
mình hạ bớt xuống, vậy là ok nhá mọi người. Đấy, dưới kia cũng thế này. Đấy, máy này nữa là mình này, đi đi xuống gần dưới này ngắm này. Chỗ này mà lát nữa mình chỉ cần lưu qua nữa thôi là được rồi, nó phẳng rồi. Đây mọi người. Đấy, nhìn nó mịn mịn, gọi là nó cân đối, nó đều rồi, nó cũng không đến nỗi là nó ấy quá. Vậy mình xin kết thúc video này đây. Hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video tiếp theo nha. Chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Anh em xem video hãy cho mình một like và anh nhớ comment ý kiến của mọi người dưới video này nhé. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. À quên, mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Thân mến chào tạm biệt.